thành phố Hồ Chí Minh chồng đánh để mất hơn 300 triệu đồng đi vay. Trịnh Thị Vẽ, 53 tuổi đoạt mạng ông này sau đó tạo hiện trường giả nạn nhân tự tử, viết thư tuyệt mệnh. Ngày 26 tháng 2, Trịnh Thị Vẽ quê Thừa Thiên Huế, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người. Theo tòa, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, sử dụng nhiều loại hung khí tấn công chồng đến chết, sau khi gây án còn tạo chứng cứ giả gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Theo cáo trạng, Vẽ và ông bốn có 3 người con. Từ năm 2016 đến 2018, bà vay của nhiều người trong công ty 326 triệu đồng đưa cho chồng. Ông bốn nói dùng tiền này để cho một người tên Lam, không rõ lai lịch vay mua nhà mỗi tháng trả lãi 15 triệu đồng. Bà Vẽ được chồng đưa 2 tháng tiền lãi. Tối ngày 19 tháng 1 năm 2019, sau bữa cơm, ông bốn thú nhận với vợ đã dùng toàn bộ số tiền đánh đề và thua hết, chứ không phải cho vay. Trong cơn tức giận, bà Vẽ lấy cây chày đánh chồng liên tục, rồi dùng dao chém nhiều nhát cho đến khi ông bốn cục chết. Bị cáo Vẽ nhiều lần khóc tỏ ra hối hận tại tòa. Ảnh Bình Nguyên. Để che giấu hành vi, bà Vẽ giả là chồng viết lá thư tuyệt mệnh để trên đầu giường. Rạng sáng hôm sau, bà gọi điện báo cho con gái sống ở quận Tân Bình là có người lạ đột nhập vào nhà và sát hại ông bốn. Sau đó bà ta đứng trước nhà khóc, tri hô chồng bị giết. Quá trình điều tra và tại tòa, bà Vẽ thừa nhận một mình giết chồng. Việc dựng hiện trường giả và viết thư tuyệt mệnh là làm theo lời trăn trối của chồng trước khi chết. Đến dự tòa, các con của bà Vẽ xác nhận ông bốn chơi đề nhiều năm nay, nhưng chỉ đánh với số tiền nhỏ. Thường ngày cha mẹ họ không có mâu thuẫn, chỉ vì một phút nông nổi mẹ đã tước đi mạng sống của ba. Ba chị em tôi đã mất ba, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ. Chúng tôi không muốn mất luôn mẹ của mình, người con gái lớn nói. Bình Nguyên Les Blog Ads. Oi.